Xin chào tất cả các bạn. Khi du học Úc, bạn sẽ cần phải đạt những điều kiện cũng như là những thủ tục cần thiết như là vấn đề xin visa, sức khỏe, trình độ ngoại ngữ và yêu cầu học thuật. Thì trong chương trình tìm hiểu du học Úc ngoài hôm nay, Tân Đại Dương xin chia sẻ cụ thể cho tất cả các bạn biết những yêu cầu đó ra sao và làm thế nào để hoàn thành tốt các thủ tục xin visa các bạn nhé. Đầu tiên là về trình độ ngoại ngữ. Tùy thuộc vào ngành học và bậc học thì mỗi trường sẽ có những yêu cầu kết quả và các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh khác nhau. Căn cứ vào điều kiện tiếng Anh của trường có thể khác với điều kiện ngoại ngữ khi bạn xin visa nhé. Thứ hai là về thành tích học tập. Phần này thì các yêu cầu học thuật, kể cả yêu cầu tiếng Anh thì cũng sẽ có sự khác biệt với từng ngành học và chương trình học nữa đó. Nên việc bạn cần làm là bạn hãy đọc kỹ các thông tin trên website của trường hay là liên hệ trực tiếp với nhà trường để được hướng dẫn kỹ càng hơn nhé. Và một số những yêu cầu học thuật phổ biến mà Tân Đại Dương xin chia sẻ đó là về yêu cầu tiếng Anh. Yêu cầu này sẽ khác nhau giữa nhà trường cũng như là các khóa học. Đối với trường trung học phổ thông thì có sự khác nhau về kỳ nhập học giữa các trường, các bang và vùng lãnh thổ. Về giáo dục và đào tạo nghề, thường thì các bạn không cần thi đầu vào, nhưng mà một số các khóa học có thể đòi hỏi kinh nghiệm làm việc hoặc là yêu cầu bạn phải theo học ở một số môn trước khi vào khoa chính đó. Đối với chương trình đại học thì phải có chứng chỉ trung học Australia lớp 12 hoặc là chứng chỉ tương đương của nước ngoài. Về chương trình sau đại học, thường thì yêu cầu bằng đại học. Ngoài ra thì trường còn xem xét năng lực nghiên cứu hoặc là kinh nghiệm làm việc của bạn. Vâng, thì nếu mà bạn không đạt yêu cầu đầu vào của bậc đại học thì bạn có thể học một khóa dự bị đại học, thường kéo dài trong một năm để chuẩn bị trước các kiến thức chung và củng cố vốn tiếng Anh cho khóa học. Đối với yêu cầu xin visa thì tùy thuộc vào khóa học sẽ có những loại visa tương ứng, và những yêu cầu mà bạn cần phải đạt được đó chính là bạn phải có thư xác nhận đăng ký khóa học, bạn phải đáp ứng những quy định dành cho người nhập cảnh tạm thời đúng mục đích, đảm bảo tài chính cho học phí, sinh hoạt phí và di chuyển đến Úc, đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh, đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và lý lịch tư pháp. Ngoài ra thì bạn cần phải có bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế thì được chấp thuận. Điều thứ tư là bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế. Bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế là một hệ thống bảo hiểm sức khỏe đặc biệt dành cho sinh viên nước ngoài đang theo học tại Úc. Và tất nhiên lợi ích của bảo hiểm này là bạn sẽ được chi trả phí chăm sóc y tế hoặc viện phí khi có vấn đề về sức khỏe trong thời gian du học tại Úc. Ngoài ra thì bảo hiểm còn thanh toán hầu hết các chi phí thuốc thang được kê toa và có cả xe cứu thương trong tình trạng khẩn cấp nữa đó. Và một điểm lưu ý nữa rằng visa du học sinh luôn yêu cầu sinh viên phải duy trì bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế trong suốt thời gian mà bạn mang loại visa này tại Úc. Thế nên thì đây cũng là một yêu cầu bắt buộc khi du học Úc nữa đó. Vâng, thì qua 4 điều kiện quan trọng trong vấn đề du học Úc mà Tân Đại Dương vừa chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi xin chúc tất cả các bạn luôn có được những kết quả học tập thật tốt, một sức khỏe dồi dào và nguồn tài chính vững mạnh để bạn có đủ tự tin cho hành trình du học tại đất nước xứ sở chuột túi của mình các bạn nhé. Mọi thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ, yêu cầu đầu vào của các trường tại Úc như thế nào, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 0838484879. Website của Tân Đại Dương đó là tandaiduong.edu.vn. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có 2 văn phòng khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.